Bác sĩ Hồ Hải dựng chuyện viết thuê cho việc Tân vụ Formosa. Để nhìn lại lý do vì sao bác sĩ đại biệt Hồ Văn Hải, tức Hồ Hải bị nhập kho, lĩnh 4 năm tù, chúng tôi sẽ bóc mẽ từng chiêu trò xuyên tạc, bịa đặt, dần chuyện của y để bạn đọc tỏ tường. Khi sự cố Formosa xảy ra, Hồ Hải cũng như nhiều rận chủ, ba que khác tích cực ôm bàn phím, sản xuất bài vở chém gió về vụ việc, thổi phòng hậu quả, hướng lái vụ việc tấn công chính quyền, gieo rắc hoài nghi, khủng hoảng xã hội. Theo thông tin được đáng rận chủ tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, mỗi bài viết của Hồ Hải về vấn đề trên được Việt Tân tuyên bố trả 200 đô la Mỹ trên bài, nên dễ hiểu Hồ Hải sản xuất nhiều bài gắn mát tri thức, có trình độ khoa học phát ngôn nhằm lòe bịp dư luận. Khi phát hiện ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại các vùng biển thuộc miền Trung, Hồ Hải liên tục viết bài có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, lừa bịp dư luận với mục đích đổ lỗi cho chính quyền, thông qua đó kích động người dân biểu tình, gây rối trật tự công cộng điển hình như hắn ta chém loạn về thủy loạn về thủy triều đỏ trích dẫn đăng tải nhiều thông tin khó kiểm chứng và không có cơ sở khoa học nhằm làm cho những người dân hoang mang trước sự nhiễu loạn thông tin liên kết nó với thuyết âm mưu từ tàu cộng rồi hướng sang kích động chống đảng nhà nước theo kiểu bất tuân dân sự vì formosa và xích với ý đồ kích động người dân không tin nhà nước phải nói rằng trong làng rận chủ quốc nội cái tên hồ hải chẳng có gì là nổi bật thậm chí khi nhắc tới cái tên ấy đám rận chủ thể hiện sự khinh rẻ ra mặt tại sao đám rận chủ lại cư xử với một gã theo đuôi phong trào rận chủ nhiều năm như vậy? Câu trả lời sẽ có khi chúng ta sơ lược đôi nét về gã bác sĩ đại biệt này. Nhiều đồng nghiệp từng bóc mẽ bản chất lừa đảo của bác sĩ đại biệt này. Năm 1983, Hồ Hải thi đậu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chuyên khoa sản, khi đó gã vừa chạm mốc 24 tuổi. Thời gian này, Hồ Hải bắt đầu để lại tai tiếng bởi sự ngu dốt và tính dê sồn, khi luôn chảnh chọe và lợi dụng để sàm sỡ những nữ sinh bạn học của gã vì phẩm chất đạo đức kém nên học mãi mà gã không thể tốt nghiệp. Ở sử dụng mánh lưới chạy trọc mà hồ hải được tốt nghiệp. Biết bản tính xấu xí của gã nên hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh khi đó đều từ chối, nhận hồ hải vào làm việc. Năm 1993, hồ hải chạy trọt xin làm hợp đồng dạng thử việc cho bệnh viện chợ rẫy, nhưng chỉ được 6 năm. Đến năm 2001, hồ hải đã bị bệnh viện này đuổi thẳng cổ vì sự ngu dốt khi khám chữa bệnh và hành vi làm tiền đối với bệnh nhân. Thời gian này, gã bác sĩ sản khoa này còn được nhiều bác sĩ trong bệnh viện ái ngại gọi lên bác sĩ làm tiền. Điều đáng nói hơn là gã bác sĩ dởm này luôn tìm cách kiếm tiền trên thân xác người nghèo. Bị sa thải, Hồ Hải mở phòng khám đa khoa Phước Sơn với ý nghĩa làm phước, cứu người nhưng chẳng được bao lâu bộ mặt thật chặt chém của gã bị người bệnh lên án. Hơn nữa phòng khám này đã khiến cho hàng trăm bệnh nhân chết quăng vì sự ngu dốt của bác sĩ Hồ Hải. Vì vậy mà chỉ được một năm, phòng khám của gã bị đóng cửa. Sau đó, Hồ Hải xin theo tháp tùng cho International SOS, tuy nhiên cũng chỉ được mấy tháng lại bị đuổi. Từ năm 2004 đến nay, Hồ Hải làm việc tại phòng khám đa khoa Á Châu Asia Clinic tại 891 Kha Vạn Cân, B, Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy trình độ chuyên môn kém nhưng Hồ Hải lại có ảo tưởng thái quá vào khả năng của bản thân. Có lẽ vì vậy mà vào thời điểm này, gã bắt đầu gia nhập làng rần chủ. Cũng từ đây, người ta không chỉ biết đến một bác sĩ dởm, kẻ làm tiền bẩn thiểu trên thân xác bệnh nhân, mà người ta còn biết đến một tên biệt bợm, đại khoác loát, một kẻ ngậm máu phun người. Phải nói rằng, Hồ Hải cũng có tài chém gió thật sự, bởi lẽ có không ít các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tin tưởng tài trợ tiền cho gã nhằm thực hiện các chương trình dự án thúc đẩy cái gọi là xã hội dân sự tại Việt Nam. Không những vậy, một số tổ chức phản động lưu vong cũng trả tiền cho Hồ Hải viết bài chống chính quyền.